Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga trên thị trường thế giới. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về giá CPLPG tháng 5 năm 2024 và dự báo về giá ga trong nước tháng 5 năm 2024. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giá gas hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2024 tăng nhẹ gần 1%, sản lượng tồn kho cao. Mở cửa phiên giao dịch sáng 10 tháng 4 năm 2024, giá gas hôm nay tại thị trường thế giới tăng 0,7%, lên mức 1,9 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 5 năm 2024. Giá khí tự nhiên kỳ hạn của Mỹ tăng khoảng 1% do dự báo nhu cầu trong tuần này sẽ nhiều hơn dự kiến trước đó, và sản lượng tiếp tục giảm do các nhà sản xuất giảm hoạt động khoan, sau khi giá khí đốt giảm xuống mức thấp nhất 3,5 năm, trong tháng 2 và tháng 3. Các nhà phân tích dự đoán tồn kho khí đốt cao hơn khoảng 37% so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm. Trước đó, giá khí đốt giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm vào đầu năm nay, đã khiến các nhà khoan cắt giảm số lượng giàn khoan khí đốt, hoạt động tại các lưu vực sản xuất khí đốt như đá phiến Haynesville ở Louisiana, Texas và Arkansas. Chẳng hạn, Haynesville đã giảm 2 giàn khoan vào tuần, chỉ còn lại 34 giàn khoan đang hoạt động, ít nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Theo Cơ quan Công nghiệp Cơ sở Hạ tầng Khí đốt châu Âu, khu vực đã vượt qua mùa đông thứ hai không có khí đốt Nga, và dự trữ khí đốt vẫn còn tới 59%, nhờ nhập khẩu qua đường ống từ Na Uy và bằng đường biển từ Mỹ. Theo ICIS, các kho dự trữ khí đốt sẽ lấp đầy 95% vào đầu tháng 9 năm nay, vượt xa mục tiêu của EU là 90% vào tháng 11. Lượng khí đốt dồi dào này có nghĩa là giá thị trường sẽ tiếp tục giảm. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá CPLPG tháng 5 năm 2024. Ghi nhận trên thị trường, tính tới ngày 10 tháng 4 năm 2024, giá CPLPG tháng 5 năm 2024 hiện đang có mức giá là 595,6 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 2 là 21,9 USD trên tấn. Nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 5 năm 2024 sẽ điều chỉnh giảm. Bình 12 kg giảm 6.530 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 24.489 đồng trên bình. Còn về tình hình giá gas trong nước hôm nay, tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ tháng 4 đã quay đầu giảm nhẹ kể từ ngày 1 tháng 4. Theo đó, các hãng gas sẽ giảm giá với loại bình gas 12 kg với mức giảm 4.500 tới 5.000 đồng trên bình. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế VAT tháng 4 năm 2024 tại thị trường Hà Nội là 456.100 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.824.300 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 4.640 đồng trên bình 12 kg và 18.460 đồng trên bình 48 kg. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Petro cho biết, từ 1/4 giá gas Saigon Petro giảm 4.500 đồng trên bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không quá 438.500 đồng trên bình 12 kg. Nguyên nhân giảm giá lần này do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 4 năm 2024 ở mức 617,5 USD trên tấn, giảm 17,5 USD trên tấn so với tháng 3 năm 2024, nên ở trong nước thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước đã có 3 lần tăng, tháng 1, tháng 2, tháng 3 và một lần giảm tháng 4. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.